Linh Anh Tuyên xin chào cả nhà. Trong cả một ngày đi chơi rồi các bé cũng khá là mệt và lại còn đói bụng nữa. Thì về đây là hỏi là các con thích ăn gì, bảo con thích ăn cơm bình dân. Thì hôm nay đã lựa chọn một cái quán cơm ở gần với sân bay để tiện ngày mai là ra sân bay đón bố Hải bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Thì những món ăn hôm nay các bé chọn đó là đậu xốp cà chua. Đấy, món thứ hai đây là trứng rán. Món thứ ba là cá trắng kho. Đấy, món tiếp theo đây là rau muống xào tỏi. Đây, rau muống xào tỏi này. Món này là món này, sườn xào chua ngọt sở trường của các bé luôn. Đây là món sách xào dứa. Đặc biệt là món này, cà muối. Và đây là món này, tiếp theo là món canh cua. Canh cua là phải đi với cà pháo. Đấy, kết hợp với cả các cái món ăn rau lang luộc. Ai đặt rau ấy? Mẹ đặt rau. Rau này là rau lang luộc. Ăn cho nó dễ tiêu hóa đúng không? Mẹ yêu con nó thích ăn ngon rau. Hôm trước con đi khám bác sĩ bảo là phải ăn rau. Mẹ yêu con, mẹ gọi rau cho con đúng không? Thôi mà cả dạng gia đình mình ăn đi. Mà Linh sợ cháu mắt cơm. Ok. Mà Linh ơi. Ok. Các bạn là đi bơi về là mệt hết rồi nên là bạn nào là cũng đói rồi đúng không? Mỗi bạn một bát rồi, gọi mẹ cháu từng đấy đã. Hai xúc sướng nhất đấy. Đây là quả sườn chua ngọt. Đây, anh Hổ anh nghĩ là ăn miếng sườn trước này. Con ăn cơm với trứng. Ngon biết đâu. Đây của con đây, chị Tiên muốn ăn cơm luôn không? Đó, cho chị ăn cơm đi. Ừ. Đậu là sở trường của các bé luôn đúng không? Thôi cả nhà mình đồng khởi rô một cái đi. Mời ăn nhé. Okay. Nào, con mời các bác ạ. Mẹ. Cả nhà em mời mọi người nha. Rồi các con mời các bác đi. Cả nhà rô đây là con đây. Chắc ly. Rô một cái chuyến mà đi chơi thật là vui vẻ hôm nay nhá. Đi tắm mỏng bên dưới bãi biển 3 tiếng đồng hồ các bác gọi thì chưa lên. Nào, 1, 2, 3, rô. Em mời cả nhà. Em mời cả nhà nhá. Nhưng mà đi bơi này vui không nhỉ? Vui. Trên đấy là có một cái chỗ mà nó có đầu con khỉ là cái ống nước. Ống nước nó phun vào đấy xong rồi lúc là cái thùng này nó đổ hẳn. Khi nào vào đây đúng không? Thì đổ hẳn vào đầu đúng không? Thì có cảm ngon giác là như nào? Cảm pháo đấy. Cảm giác của làm nó một cái. Nó có sợ không? Không, nó phê. Anh Bi. Đây là anh Bi, anh đang ăn cái món này này. Ngon đi. Đậm vị. Nếu hôm nào mà quay trở lại thủ đô ấy mà có lại có sang chỗ bên Vinpa đấy để tắm nữa không? Có ạ. Các bạn vui quá. Thôi ăn đi em ơi. Vâng. Ơ thử. Miếng trứng. Là miếng trứng đúng không? Bạn Nhi này là thích ăn trứng. Đây. Mời bé đi, bé ăn đi con. Bé ăn một miếng to mẹ xem nào. Đấy. Trứng có vị trứng, cơm có vị cơm. Bạn thấy bạn này phân tích thức ăn hay không? Trứng có vị trứng và cơm có vị cơm. Thế hai đấy vậy là nhau là thành gì? Nhà tay thành gì? Thành cơm chứ. Bạn lấy giấy đúng không? Được cái là tầm này các bé nhà em là lớn hết rồi. Đi là tự túc là ăn hết. Ăn như bố mẹ ăn gì thì con ăn đấy. Thế lúc kia mẹ bảo ôi trời. Thấy không? Đi bơi nhá, nhà người ta phải làm để dưới 1m40. Rồi. Mà ăn đi là 1m49. Là em biết con được lên. Rồi. Nhưng mà lúc mà ăn là em bị. Đi giờ trước thì là em bị ngồi, em bị trượt luôn. Là em bị xuống người ta. À, cái chỗ trò chơi của em bé Nhi này là chỉ được 1m4 đổ xuống đúng không? Nhưng mà do Nhi không dám chơi. Không, Bi nó có 1m38 à. Bi 1m50. Là ai đi cứ tuần có thể đi ấy. Xong rồi ta không rồi, xong rồi người ta không biết gì luôn. Hổ với lại Bi hôm nay chơi cái trò chở đống đài có vui không các con? Mợ đi còn gáo hết. Mợ vào trong đấy mợ cũng thấy hơi sợ bởi vì nó đen. Nhưng mà được cái phê nhỉ con nhỉ? Món sách xào này. Các con thích ăn cái gì đó con gắp nhá. Ăn tự nhiên không? Đây, người gắp tới đâu.
Con ăn món đậu không? Đậu phụ không? Ừ. Cái sách này gây xào chắc quán nữa nó hơi dai dai. Ăn cái ớt ngọt này ngon này. Nhưng mà thì nó hơi đậm vị. Ở chuồng đấy. Ừ. Trứng nó hơi đậm không ngon. Trứng hơi đậm á? À Hải Nhi thích ăn sườn thịt chua ngọt kìa con kìa. Không có ăn gì đâu. Nhưng không biết ăn gì. Không. Không biết ăn gì lợn. Con ăn thịt chờ. Hả? Con thích ăn thịt chờ chú Hiền nuôi. Ừ. Thịt chó. Cần như bộ. Con ăn cả kho nhá. Nè, cả kho này. Ôi, kho đây rục xương luôn. Bị ăn cá này đúng không? Ừ. Bắt được 2. Ok. Đấy, anh Bi là mệt quá, ăn được bát thứ 2 rồi cả nhà. Nè, cho con này, cá này. Ăn nhá. Đây con. Đây Bi này. Bao nhiêu? Nông ăn cá nhá con nhá. Bà Linh này. Bà đây em xin. Đây là cái cơ con lưu điểm thương cho hai miếng. Con ăn cái gì nữa? Ừ. Cái cá này người ta đun này, đun lên cái là mục cả xương luôn. Như lắm kìa. Như cả xương. Mẹ đúng tấm 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 tấm. Đây bé Hải Nhi là thích ăn cơm trứng này, trên trứng không? Nó có ăn đi. Nó có gì? Con ăn hết cái này đi. Mỗi bạn ăn xong là phải ăn một bát canh này nhá. Canh này là canh cua này. No, thank you. Đúng rồi, cho nó... No, thank you mà. Dễ tiêu hóa. Ở đây có cả canh đậu lan này con này. Canh nước đậu lan luộc đấy. Mùa hè nấu canh đấy nào. Ngon nhất à? Để ngon nhất là ăn cơm bạc pháo này đây này. Mỗi bạn đầu video mẹ phải nói là cả nhà lại là... Cô sơ, cô biết cô sơ, cà pháo. Thôi thôi con ăn đi, ăn. Nhưng mà cái đoạn đấy là bố Hải đâu. Mai mới đi đón bố Hải mà. Mẹ bảo rồi. Không biết là bố Hải đang trên máy bay là bố Hải về rồi. Bố Hải à? Món này là món cà. À, cà pháo con kia là rau muống này. Hợp với cà pháo ấy. Còn có sơ hả? Ăn cá đi. Cá kho ăn cơm. Mình không biết có cái chuyện nữa mà mình cũng chưa biết chuyện gì. Chuyện gì? Xong nhà mày. Thôi con ăn cơm. Chuyện này là mẹ mua cho con. Ăn nhanh xong rồi về nghỉ ngơi nhá. Mai đi chiến đấu tiếp. Không, mai đi bơi tiếp. Mai đi bơi tiếp. Mai chiến. Đi ăn nào. Có hợp cái sườn đây không? Thôi ra. Thôi ra. Vị ngon đây. Con này mà Linh làm miếng sườn này. Vâng đây em xin. Đâu anh Năm làm miếng sườn nữa nhá. Nhi làm miếng sườn không? Ăn miếng sườn đây nè. Đấy, bạn Ninh ăn miếng sườn luôn à. Có ngon như hơi dai. Hơi dai một tí. Đấy, vị ngon đi nhở. Cái sườn này khác ở trên mình làm là có thêm ớt, ớt chua này, có thêm cả dứa nữa. Nó bị hơi chua quá, vừa là có dứa nữa. Ừ. Thơm của dứa. Chua chua của chanh, ngọt của đường, đấy, có mùi sườn lợn đúng không? Đúng rồi, nghe sườn lợn mà. Ở đây các bác cái chiên qua rồi, nên là làm cái thịt ấy của cái xương này nó cắt, nó sẽ dai hơn là bình thường, là mình tự rang bình thường kia. Nhưng mà con ăn làm thế là có vị con lợn như thế? Thì sườn lợn nó có vị con lợn. Em Bi cảm nhận rất là chuẩn, đây là sườn của con heo, nó có vị của con heo. Nào con ăn
canh cua kìa, kêu quân canh cua kìa, có rau hồng tơ. Đây, đi làm bát rau nữa đây này. À, con ăn hết cơm đi nha. Đây, anh Bi phải ăn một bát rau này. Còn có thêm mà ít mướp nữa. Con ăn mấy bát cơm rồi? Hai bát rồi. Con mà không ăn sao là không tiêu hóa để không bụng. Cái này cái gì ấy đi? Con cua. Nấu rau gì? Rau hả? Rau rau cay mùi tơi. Rau cay mùi tơi con ạ. Mới hợp, nó mới hợp với canh cua. Có thịt gì ấm mát còn ấy. Đó. Để mơ ăn canh rau lạc này. Cá. Bây giờ đảo cái chỗ này cho nên ăn đi. Cái chỗ này nó không sao, không sao. Đó. Như ăn không? Như ăn canh mùi tơi không? Còn gắt lắm. Rồi. Đâu có bạn nào ăn cơm nữa không để mơ số nào. Mẹ anh đi ăn bát nha. Làm bát rau nha. Ừ, bây giờ làm bát canh. Mà làm bát thứ hai đi. Như sẽ làm bát canh bé của anh Bi. Đấy, hết tuần này nó ok. Mơm. Đây, sờ cho chị thêm nửa bát đó. Ngon quá. Để ăn ít thôi. Đây chị ơi. Còn ăn mấy món khác nữa. Đồ ăn đó còn có sờ cơm ăn cơm đó. Có ăn cơm không? Giờ bát nữa không? Đưa mẹ múc hẳn cho một bát đó. Đi làm bát nữa không thôi? Dạ. Bát cơm đấy. À, còn thêm bát canh cua nữa rồi, ngon quá nhỉ. Ba ơi, ba cho con thêm một bát canh cua ở bàn này nhé. Ôi, con lấy thêm một bát canh cua ở bàn này ạ. Ăn làm gì hết đâu mẹ. Có lúc quý cho anh Calamen ăn luôn. Mẹ đâu con? Chắc bây giờ Calamen nhìn bọn mẹ ăn chắc cũng no. Con cắt cơm ở nhà đi. Hả? Con cắt cơm ở nhà. Chị ơi, canh cua phải chờ 10 phút mình có vâng, chờ không? Vâng, có ạ. Thì cứ nấu đi ạ. Cắt cơm ở nhà. Con cắt cơm ở nhà. Con cắt cơm ở nhà. Rồi em chào anh ạ. Hôm nay Nhi xung phong làm thêm một bát canh nữa. Giỏi, chưa bao giờ giỏi như này luôn. Nhưng mà về đêm ngủ không được tè dầm đâu anh nhá. Con đang làm tè đâu. Rồi thôi, rồi, đứng lên. Dạ. Nhà cháu đi quay ở Sài Gòn. À, mình dơ một cái mời chào các bác nha. Nào. Nhi, nào Nhi dơ nào. Rồi, hết. Nào dơ nha. 1 2 3 dơ. Sau đây tôi cũng xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác vào video kế tiếp. Các bác muốn theo dõi sự đồng hành của cả nhà em Hải Sapa TV cũng như các cháu bé thì thiếu một người mà có cứ ấn tay hoặc là biết địa điểm nào đẹp nha thì giới thiệu cho cả nhà em biết nha. Liên hệ trực tiếp số hotline 0974686389. Ai đồ đến rồi để em ơi. Tuy nhiên thấy ai cười cười luôn. Đúng rồi, như nào thì ai cười cười. Lần gì vừa mới xa nhau có hay không? Nhớ nhớ nhá, bé Hải đi.
qua chia sẻ lại trên video nha. Đâu hả? Chị Đường á, đúng rồi, sang phía bên này. Giờ là sẽ bên này nó ở bên mái bên kia anh ạ. Sau bao nhiêu sắp xếp thì hôm nay mình đã có mặt tại Lục Ngạn đấy, của Bắc Giang các bạn ạ. Và hôm nay là được thầy giáo Lương đưa đến một số những cái vườn vải, mà đặc biệt là vườn của nhà anh Phú. Hôm nay anh Phú là một trong những người may mắn nhất ở cái tỉnh Bắc Giang này. Trong năm 2024 vâng. Mùa vải của năm 2024 này thì hầu như là thấy anh Đương với cả anh Phú đã từng chia sẻ lên là ở Bắc Giang này hầu như mất mùa vải đến 95%. Đấy, mà nhà anh Phú thì năm nào cũng đều như mất chanh mà không bị mất mùa. Thế thì anh xin phép hỏi anh chút là anh có thể chia sẻ bí quyết lý do tại sao mà vừa nhà người ta thì mất mùa mà nhà anh thì chín đỏ au đẹp như này không? Nếu nói như này, cái vải sớm này thì theo nhà anh thì anh làm quen rồi, cái dòng vải này rồi kỹ thuật thì cũng đơn giản thôi, thì cứ theo cách mình làm thôi, thì là mấy năm nay thì năm nào cũng được mùa, năm nào cũng sai. Vấn đề là anh có thể chia sẻ cách đấy cho bà con, bà con có thể là học hỏi một chút kinh nghiệm này để năm sau tránh mất mùa. Chẳng hạn như là mất mùa thì theo như em biết thì có thể là do thời tiết này, thời tiết thì có thể là mưa đá hay là rất nhiều vấn đề sâu bệnh các kiểu. Đấy, trời rét, trời nóng quá hay là chủ yếu là do thời tiết. Thế là sao mà anh có thể canh được cái... Theo gia đình nhà anh ấy, thì đoán thì cũng là thời tiết. Mới là cái thời tiết thì nó phù hợp với cái vải sớm này. Cái vải sớm này là vải u hồng. Dạ, vải u hồng. U hồng là rất là phù hợp với thời tiết này. Vâng. Đấy, thì là cái thời kỳ mà ra hoa ấy là rất là đẹp. Hợp với cái thằng vải sớm này mới ra được đào như thế. Còn cái vải kheo mới lại vải Thanh Hà là nó không đủ cái độ rét nó. Không đủ độ rét thì là không ra hoa được. Đấy, không đủ độ rét. Nhà anh mê quá anh ơi. Đỉnh nhá. Quả đẹp này. Đây này, sai chưa? Ôi, ba này. Đây này anh Hải ơi, đây này đây. Hả? Đây này đây. Đâu đâu đâu. Đâu đâu đâu. Đây ạ, à, đây ạ. À. Đâu? Đây ạ. À. Đã nhờ. Yêu chưa? Chỗ đây là đã vào đây này. Mấy 20 cân rồi đấy. Chỗ này mười mấy 20 cân luôn này. Thế thì một cây này thì tính bình quân là khoảng bao nhiêu cân? Chắc phải hơn tạ anh ạ. Hơn tạ. Nó nặng cân lắm. Nó nhiều nước này. Nhiều nước đúng không? À em nhìn này, em nhìn là có vẻ là cũng biết kiếm ăn đấy nhỉ. Nước chảy. Chảy. Như cảm nhận về vải ở đây như nào con? À, con gái nhà chú Hải đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy, có lớp có tẻ. Ngon. Chú Hải ạ. Ăn thôi. Vâng vâng vâng. Em đang kiếm mấy quả vải thân. Từ thân à? Vâng. Thế con băng lạc vừa vải. Dạ. Đúng rồi, những quả cây mà còn cành ngay con. Ui, đây này, nhìn này. Sai chưa? Đây các bác thấy không? Đấy. Bố con được ăn nhiều đó, bố béo lắm rồi. Ủa, sao lại nói bố thế? Này, bố đang gọi là suy dinh dưỡng mà bảo bố béo. Lên thì nó, trên này cũng vẫn sai. Thật sự là khi mà vào cái vườn nhà anh Phú này thì không cho ta cảm giác gọi là mất mùa vải đâu các bạn ạ. Mà các bạn biết sao không? Vào đây nó vẫn là sai chiêu luôn, cảm giác như là bà con Bắc Giang nó vẫn rất là được mùa luôn ạ. Đây, nhìn này. Ui, hồ đỏ au luôn này. Thấy không? Sướng nhỉ. Nhi vặt một quả ăn cùng bố đi. Đâu, Hải Nhi ra đây bố lấy cho một quả. Còn là đỉnh cao luôn này. Nào. Đấy. Cứ hàng năm mà cứ học thật giỏi nhá. Xong rồi.
năm nào bố cũng đưa đi các nơi đi du lịch. Bố ăn được một quả hả bố đi. Rồi. Đây các bạn nhìn này. Quả nào cũng như thế này, cùi rất là dày này. Thấy không? Cùi dày nhiều nước này. Đấy. Mời nhà nhá. Con bóc từng lượt. Ủa? Lượt thì lâu quá. Không không? Thôi thế thì tự con đi bóc đi. Cảm ơn. Bố đã không là tiền con. Đâu? Ở dưới này còn có hoa hậu chưa? À cây, cây vải hoa hậu. Đi. À thế là năm nào mình cũng phải tỉa bớt hả anh? Hơi sáng nắng một tí. Đây này, đây này. Đây anh em này. Đúng rồi. Có nghĩa là mình cũng đã phải thu, phải tỉa trước rồi. Trước rồi mình tỉa. Hai ba lần nhưng còn xài nữa. À. Kiểu như cành nó già, cành trước trước. Nếu không, không thì là nó lại không trùng. Không, không quá nó là dày cây cành quá thì là chín nó không đào. À. Mình phải tỉa nó lại chín nó mới đào. Ừ. Đấy, đây sau có thể chụp này nó bán. Đây này. Không lên được màu đẹp. Đâu, cũng lên màu đẹp chứ phải chụp này nó mới chín. Chụp nào cũng sẽ đẹp. Đi rồi, đi hái lại. Ra nhờ. Nhưng mà em nói thật với anh Phú là vào đây là không có cảm giác mất mùa đâu. Mà hình như là đây là quá trúng vụ luôn đấy. Đây 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 rồi. Đây là cành vải mọc từ thân đây này. Đấy. Trước mình đã có từng quay các bạn rồi là có anh chuyên làm một loại quả này luôn. Ở đây họ trong thân, ở trong thân. Ở đây họ thích làm từ thân ra được nhá, thích làm từ ấy ra được. Đó. Đúng rồi. Kìa cái chùm như mọc từ thân kìa. Họ biết rồi. Họ lấy cái chùm bốn quả này. Vặt đi. Quả đấy mới là ngon, bốn quả này. Cứ mọc từ cành mà. Đấy con vặt ở đấy đi. Ăn nào có ngọt không? 1 2 3. Ui. Đấy. Đấy bi. Bi ra. Đây cái quả, bốn mẹ con một quả nha Bi. Như quả vải. Đi ra đây, lấy quả này. Nào còn ba quả nữa mà. À. Đây. Ừ. Quả này nó bự ấy nhỉ. Đậm nắng bự cái bá ở. Nó đậm đà luôn. Đi. Đã thế nhỉ. Bây giờ nhờ bác Phú làm chọn cho một cây nào gọi là ngon nhất ở cái vườn đi để cho trẻ con nó bẻ. Vâng. Nào huy luôn. Huy luôn bé nào. Vâng. Cây này đây cũng đặc. Đâu? Cây nào? Ui. Đây, giải quyết cây này luôn nhá. Giải quyết cây này luôn. Cây này mã cực kỳ đẹp luôn này. Ơi. Cái vườn bên này nắng gọi và đẹp chưa? Rồi. Nhưng mà anh nghĩ là ở bên này mát cho trẻ con nó bẻ đi. Bây giờ nhờ bác Phú chút là bác hướng dẫn cho bọn nó cách bẻ nào. Đấy, bác đang đi tìm cây đẹp. Anh, bây giờ mình vặt cây nào đây? Vặt cây đấy nhá. Cách bẻ như này. Dạ, cách bẻ. Đấy, anh đứng bên này để anh... Đây, đâu, bẻ như thế nào? Bẻ thế nào cho đúng như thật? Anh cần điện thoại. Dạ vâng. Đấy. Đấy nhá, bẻ cầm... Đã cầm móng tay vào đây như này. Bẻ như này nhá. Bẻ cách khoảng đây khi hết quả này bẻ lên khoảng độ 5 đến 10 phân được. 5 đến 10 phân. Như này. Nhưng mà dài lắm đấy. Đấy thế thôi. Bẻ thế nào? Đâu bây giờ cho Bi thử bẻ cái nào. Không biết cách bẻ chưa ở đây. Quả cách lên khoảng 10 phân. Đây, 10 cm. Rồi. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, ui bé giỏi đấy, có một tay. Ai là móng tay biết đường phanh. Rồi, bây giờ hổ bẻ thế nào? Hải Nhi bẻ đi. Hải Nhi ra bẻ một cái, Hải Nhi bẻ đi. Hổ bẻ trước. Thằng Lê Nhi này. Đúng là một găng các bác nhỉ? Đấy, cũng được, đúng rồi. Đấy, hơi thấp. Đấy, nhưng mà con này bẻ cao lên chút, sau đó các bác về bó vào như này. Cũng được. Bẻ tầm này là đẹp này. Bẻ tiếp. Đây, nữa nào, bẻ tiếp này. Nào. Bẻ ở đây. Em bé này bẻ ở đây được hả? Hải Nhi bẻ đi. Hải Nhi bẻ đúng cành này luôn à? Đây, cái này sai thế. Đấy, cách lên đây bẻ vừa. Đừng. Đi xin đây. Nhi hãy bỏ hết lá. Đây, lên đây, để đây. Bẻ hẳn lên đây. Đúng rồi. Nhưng mà hơi to.
Thành công rồi. Thành công rồi. Giỏi. Giỏi đấy. Đấy, lại giỏi tiếp. Hổ bi đâu ra mẻ đi. Sao ai mẻ được nhiều hơn? Thi nhau nha. Bây giờ là thi nhau đi, cùng một cây này. Ai? Ai mẻ được nhiều thì người đó sẽ người chiến thắng. Uống càng nhiều nước ấy. Đến trong vòng 1 phút thôi nha. Nào. Anh Hổ sẽ là người thua cuộc vì cứ đứng ăn. Bẻ đây tiếp nào. Đấy. Cứ bẻ thoải mái. 1 2 3. Đến đến 50 đi. Này. Này, thấy không? Nào. Đặt cân lắm. Cân nhỏ. Xin khuyến cáo với cả Hổ đi nhá. Dạ. Khi bẻ vải là ngày mai là ở cái tay này nó sẽ có cái nhựa màu vàng ra đấy. À. À, đặc trưng nên cứ yên tâm là mình bẻ vải nhựa nó ra thì không vấn đề, không vấn đề gì đâu nhá. Cái là nhựa hay là nhựa của cái cây vải? Nhựa. Nhựa của cây vải thì tay nó sẽ có vàng một chút này. Một vài hôm là nó lại hết. Nó lại hết thôi. Nhặt lên cho bố cái. Không cần phải lấy cái xà phòng đánh đâu. Đấy. Hả, ôi dồi ôi. Đây, anh có thể... Đây, đây nếu xong chưa? Đây này rồi. Riêng một cành của em nó bằng 10 cành của anh Hải chập vào luôn đấy. Tuyền rất có năng khiếu hai vải đấy. Đó, em... Thật ra mình chụp bộ. Ui, quá là mỹ mãn luôn. Hải Nhi baby đâu rồi? Con thật Hải chung có mấy quả rồi. Đây này, vặt đi. Kìa, các bạn đang giật ở bên kia. Cẩn thận gãy cành của bác nhá. Ui rồi cái ông bi kia nữa. Đây, đây bố hướng dẫn. Cầm như này này. Này. Cái ông bi mẹ này. Đây, mẹ Tuyên là bẻ rất là khỏe luôn. Bẻ cây nào hết cây đấy cho bác đi. Dạ. Không sao đâu. Ở vườn nhà bác quá nhiều. Nhưng mà cho bé thích cành nào bẻ cành đấy. Dạ. Học bẻ đi xong lớn về Lục Ngạn làm con rể. Đúng rồi. Sao là nhà bác Phú có em nào sinh gái không? Dạ. Tôi đang chụp bộ ảnh cho anh với vợ chồng chú Hải. Này. Mới có một chút thôi nhưng mà xài chiếu cái này luôn. Đã lắm. Đây là loại này là loại hạng A luôn đấy. Ở đây thì có vải à? Vải thiều này, vải thanh hà này, vải u hồng này. Thế bi à? Úi dồi, cái bạn Nhi này, giỏi đấy. Bạn bạn ở đâu đấy? Trời ơi, cho nó quả nào như quả. Ui, quả xinh đôi này. Này, chú Hải ơi. Đâu? Chú Hải ơi. Chú Hải ơi. Dạ mà. Chú Hải cùng anh với lại cả cô chụp bộ ảnh nhá. Được, được, đây anh ạ. Chào anh chị nhá. Chúc Hải cho nhà Hải spa và phô. Vâng, ok. Em ơi, em hộ cùng nữa nào. Đây, đây anh nhà chụp. Cả gia đình. Cả chú Hải nữa. Ây, tuyệt vời. Ngồi đây đứng đi. Này nhìn bác em, nhìn bác em. Cho bác xem ảnh. Ủa chụp lâu thế anh? Bác quay chờ mấy giây à? Đây. Nhìn dạ, nhìn, sao trên, nhìn trên mạng. Dạ. Nhìn thấy em Hải. Hải Nhi hôm nay được đi vặt sướng nhá. Được chưa? Ok rồi. Ok rồi. Chụp ảnh. Chụp hộ kiểu ảnh để với Hải chụp kiểu ảnh để làm kỷ niệm. Cảm ơn chú Đương nhá. Đây. Anh Đương chụp giúp cho anh ấy. Anh chụp cái để dạ. Hải làm kiểu tuyệt vời. Một lọ tặng một lọ á. Hai mua hai lọ mới được tặng. Ok rồi. Rất tuyệt vời. Ok rồi. Cảm ơn nhá. Ba lọ nhầm. Mua hôm nay mua 3 lọ, được tặng 1 lọ. Đây, anh em mình, anh em cầm đây đi. Mà có ghi, đúng rồi. Còn là các chị đang thu hoạch ở đâu anh? Tận chiếc đồi à? Chị gái ơi, đang ở chiếc đồi. Lạc đây, cái này về dưới nhà. Hơi nắng. Đâu, để Tuyên bên đi. Không. À, nhờ chị bên. Anh em mình lại đi đẩy. Lại đi, rồi, ok. Thế đi, anh em mình đi. Con lại hơi nhiều. Đấy, lại đẩy tiếp vì là mình này cứ đẩy đi thôi. Cứ... Đi, mình đi lên trên kia. Mấy hôm nọ nhiều thế mà không đi lên. Chị cầm cái này nón về giúp em dưới sân đó. Được, em mượn chị ở dưới. Chị nào ơi. Chiều này anh bảo cầm nó.
Nhưng mà nói cái này ăn vào vườn ăn không nhiều đâu. Ăn khoảng chục quả là no căng. Về đôi ăn rồi. Xin đôi về đôi ăn rồi. Cho nhìn con một cái rồi. Đây anh ơi, đây. Lúc ấy con còn lấy nhiều quá. Quá nhiều luôn, con giải nhất luôn. Biêu. Nào. À. Ra. Đi. Đâu? Đi đi. Đi lối nào anh ơi? Đâu đâu đâu? À. Bao nhiêu vậy? Đây này. Bố hả ăn nhiều quá vì thả màu cam ấy. Ai bảo thế? Đây các bạn ạ, như lúc mà anh Phú đã chia sẻ kinh nghiệm làm ấy. Và giới thiệu mọi người là chỗ xiết của anh nó mọc ra rất nhiều rễ đây. À. Cây đặc trưng đây. Nhưng mà thường xiết này là phải vào thu hoạch xong là xiết hả anh? Xiết đấy là thu hoạch xong ấy, mình phải chăm sóc cái lọc lên tốt đó. À. Tầm tháng 8 sẽ xiết. Nhưng mà cái này mà bây giờ ví dụ như là mình đắp đất ở đây là nó ra rễ đúng không? Sau mình cắt đây là trồng mới luôn đấy nhỉ? Cây mới luôn đấy. Ừ, em không thấy cây nhà ai nó ra rễ kiểu như cây nhà anh đâu. Thế mới là đặc biệt số 1 đấy. À. Thế là lý do làm sao anh không bị mất mùa năm nào cả. Bí quyết. Bí quyết, bé nói đúng. Đây, phía trên này, sai chưa? Trời. Con tập 1 tháng đầu thì dưới. Ai biết lý do tại sao mà chọn được quả vải ngon. Của anh có đầy đủ hệ thống tưới nước nhé. Vâng. Đầy đủ và cái chăm sóc nó rất là quy trình luôn các bạn. Anh Dương ơi, em biết lý do tại sao chọn quả vải ngon. Em ăn 3 quả, em dính vào 1 quả. À, quả này đâu? Có phải căng, to, tròn, nó vẹn một tí. Có kinh nghiệm dần, có kinh nghiệm. Thôi ơi, cho nó nhập được quả sinh đôi. Ơ, tía. Vâng. Ơ, cái cháu đòi nhờ. Cháu ăn rồi. À, cháu ăn rồi. Ngon. Ngon. Đúng rồi, Tuyên có kinh nghiệm rồi đấy. Quả đôi gô dô. Sẽ nhìn thấy quả vải nào ngon sẽ biết ngay đúng không? Năm về em đi buôn tải. À, thế thì rất là ngon. Quả trên này nhỏ. Cái đít lệch là con biết rồi. Đúng rồi, đít lệch như này là con này vẹo vẹo đít đi. Đấy. Đằng kia là các á. Cái vải này năm nay. Kiểu nào? Mặt và chất luôn ấy. Bởi vì là bình thường ấy, cái chất vải u hồng này thì nó bao giờ nó đã chua một chút. Nhưng mà vải năm nay. Đặc biệt vải lục ngạn và đặc biệt là go ao, go ao, go ao. Thế là độ ngọt nó tương đối sắc đấy, rất là ngon. Và nên là tại sao Trung Quốc người ta lại thích tập vườn và tức là thích mua như thế, bởi vì nó rất là ngọt. Mua theo vườn luôn à? Mua theo vườn luôn. Mua theo vườn luôn. Các bạn chưa cần ăn ở bên trong là biết là như nào, nhưng mà nhìn cái mã bên ngoài ấy nhỉ, cũng đã thấy yêu luôn rồi. Mã càng đỏ thì quả càng ngọt. Trung Quốc thích lắm. Đi mình đi xuống phía dưới đi, mọi người đang anh đến em là Việt Nam, em nhìn bắt em ăn thích rồi. Mình đi xuống phía dưới đi. Không bị sâu cuốn quả nào ấy, ngon. Không. Đi. Đi lối nào đây hả bác? Các bác ấy đang trò chuyện ở đâu đấy? Tôi mắc cái này không ra được không ạ? Mê cung không lối qua. Đưa đường. Dạ. Đấy, đúng rồi. Ô, cái này ngay gần vườn đấy mà. Ngay gần nhà mà. Ấy. Hôm nay là tất cả nhà là ai phải lao động hết nhá. À, hổ đổ vào đây cho các bác nào. Đổ vào đổ vào giữa đống như này. Bác ơi, bác để cho nhấc đầu đây à, để bò bó à? Không để được chui được đúng không? Ở đây như canh chia sẻ là các bạn ạ, là có hai cách để bó cho đi chợ ở Việt Nam ấy thì phải để một ít lá. Hiểu không? Còn nếu mà bó sang bên Trung Quốc thì là chân chui chụi luôn. Và cuống phải ngắn nữa. Phải cuống phải ngắn. Bởi vì là sao anh Đương nhỉ? Bởi vì là bên Trung Quốc người ta yêu cầu là kiểm dịch cái rác thải đấy. À, kiểm dịch rác thải. Đúng rồi. Chứ còn ví dụ bà con nào mà để mà cuống dài là đi ra một là ra cửa cân người ta sẽ cắt ngắn. Hoặc đúng rồi. Nếu mà không đóng lên trên cửa khẩu là phải bỏ ra để bỏ công từ công ra, container ấy, cắt ra. Đó, để cắt lại. Bà con mình vẫn cứ khuyến cáo nhau là làm sạch, cắt ngắn cuống. Thì là mình xử lý ngay từ lúc đầu luôn. Đúng rồi. Nếu phải quay hàng về đây, nếu mà như hàng xuất khẩu đây, không phải cắt ngắn cái này đi. Đây nó phải chân chung nhục cái này. Đấy. Còn như vừa trước mình chia sẻ là mình đi chợ phiên ấy, này các cô các chú đồ vật từng quả một luôn. Họ chỉ mua cái loại vải như này thôi. À, tức là vải không cuống. Không cuống. Ồ thế đấy, đợt tới anh sẽ thử lên trên anh kinh doanh ở trên chợ phiên có được không? Quá được luôn. Anh mang vải không cuống lục ngạn lên bán nhỉ? Đấy. Ở trên đấy thì có lẽ nếu mình sẽ không bán cân nữa, mình bán quả.
Bán quả thôi, họ mua quả thôi. Mình mua quả. Họ bán cân nhưng mà cân đâu kiểu là không có cành. À, không có cành. Người ta bảo là bán cái cành này về làm sao người ta ăn được, người ta chỉ ăn cái quả về bắt ra ăn thôi. Ơ Bi ơi, Bi nhặt cẩn thận này, như này này, xanh cái này này. Nhặt sạch này để đây tí nó bà bó mới được. Anh Đương là anh Đương bảo là năm nay ấy là anh ấy thèm cái cảm giác được vặt vải đóng vải như này, bởi vì là nhà anh là mất mùa, cháo quả nào. Đấy. May quá là sang nhà anh Phú và được đón với cả vợ chồng Hải nên là mình lại có cảm giác tốt vải và làm vải. Nhưng mà là anh là chủ kênh gọi là Núi Đồi Lục Ngạn mà chuyên quay những cái kỹ thuật thế này mà anh không nắm được cái kỹ thuật thì mai phải mang sách vở sang nhà anh Phú đi nhá. Từ đầu vụ là anh cũng đã sang nhà anh Phú rồi. À thế à? Chia sẻ rồi, nắm cháo rồi. Thế nhưng chưa, mà chưa... cắt sâu quá chết luôn cả cây. Đúng rồi. Chết trâu quá chết cả cây luôn. Tức là bài của thầy dạy thế nhưng mình thực hành thì nó lại gọi nó lại chết cây. Ừ, đấy. Năm tới là anh Phú phải truyền kỹ chuyển giao công nghệ chuyển giao nhé. Không phải đâu, việc thầy dạy đâu, nhưng mà học sinh thực hành như nào thôi anh ạ. Đấy, quan trọng là phải chuyển giao. Nhưng mà thôi được rồi, cái này để cho các bác ấy đi, mình thu hoạch cái của mình đi. Cái của mình đấy à? Là kéo anh lại cái. Một hại. Cẩn thận dám quả nhá. Đây, cái này là cái của nhà mình đây. Ủa, này, cái kiểu của nhà mình là nó cũng hàng nó phải là ok đấy. Hàng đỉnh hơn. Hàng đỉnh nha anh. Hàng đỉnh hơn. Loại này là loại A. Đạt nhu cầu. Hàng đỉnh hơn hàng đỉnh. Cẩn thận nhá, cẩn thận dăm vào quả nha các bạn nhá. Chất lượng số 1 đó. Các bác nhá, cũng như mọi người từng nói đấy, tiền nào là của đấy. Đây này, loại đẹp này, tiền nó cũng đẹp hơn đấy. Này. Các bác lựa chọn làm sao mà sản phẩm mà vừa với túi tiền của mình đấy. Thực ra là nhiều khi ở trong đất nước mình ấy là những cái năm mà gọi là được mùa thì còn có cơ hội được ăn những quả như này. Còn thứ nó mà mất mùa này thường là xuất khẩu hết. Tức là cái vải đẹp là thường thường là để lựa chọn giá nó cao. Bình thường thì có thể bán ở trong nước, ra ngoài thị trường, ví dụ anh em mình mua ở ngoài Hà Nội chẳng hạn chỉ 50 nghìn thôi. Nhưng 50 nghìn thì ở đây đã bán 50 nghìn rồi. Ví dụ thế, thì đương nhiên là không phải vải loại này. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Đó. Thì... đây là mình tận vườn, các anh chị chia sẻ rồi đấy. Các bạn ạ, nhiều khi là quả ngon thì nó giá nó cao. Mà tình trạng bà con nông dân bây giờ là vẫn cứ gặp cái tình trạng là được mùa thì mất giá, mà được giá thì mất mùa. Sắp tới đây, mình sẽ kết hợp với cả chỗ anh Đương Lục Ngạn, Núi Đồi Lục Ngạn là sẽ mở ra một cái lớp tập huấn giúp bà con xây kênh. Chẳng hạn như anh Phú này này, mà là một người mà được xây kênh đàng hoàng, chia sẻ cái kinh nghiệm của anh, cách chăm sóc quả vải, làm sao mà kể cả chấp tất cả các loại gió mùa, thì em nghĩ là nếu mà được ai cũng biết được cái kỹ thuật đấy thì có thể là sẽ rất là tốt cho những cái vụ mùa tới đấy. Mà mình hướng dẫn bà con xây kênh là miễn phí luôn. Đây này anh Phú đi đây bảo này, đây như anh Phú này đây, cứ suốt ngày cầm cái điện thoại này thôi đấy, chia sẻ về cái cuộc sống, cách chăm sóc cây, đúng không? Rất là đơn giản, nó có cái gì đâu đấy, thỉnh thoảng cứ live stream lên mặc dù không ai xem. Không, okay. Lần một chưa ai xem, lần hai chưa xem, nhưng lần năm nhưng đừng không kiên đừng à, từ bỏ, cứ bình tĩnh kiên trì đấy. Còn anh ơi, em xin phép là cho em gửi tiền chỗ vải này đấy, và bọn em về chỗ anh anh Phú ơi, cho luôn vào cái sọt hay cái gì đi, không cần bỏ đâu. Có cái túi bóng không? Túi bóng hay cái hộp đấy. Vâng, đúng rồi ạ. Nhiều nha đấy, bà con hái rất là nhiều luôn. Hải Nhi vừa quay này. Hiện tại cháu đang ở vườn vải Bắc Giang. Hôm nay cháu có hai sản phẩm muốn giới thiệu cho các bác, chính là. Rồi Hải Nhi giỏi thế, yêu cái này.
đầu tiên trong đời bà đi vào quán của cháu Hải này là có những cái cảnh như này đấy.